siêu bớt cho chị 1 triệu nha, siêu đưa riêng cho chị 1 triệu để lấy lọc chị về nha. Dạ. Rồi, thấy bạn gieo gieo con in cho chị gái xinh đẹp rồi. Ở chung chúc chị gái xinh đẹp đi tốt trùng bền với mẫu xe bên Trần Anh nha chị nha. Rồi, cảm ơn chị. Khách tới mua xe mẫu Kia Morning SI bên Trần Anh này, đang cho khách thử xe. Xe này là bảo hiểm 2 chiều, bảo hành của hãng còn nha, mới bảo dưỡng xong. Cho nên chất xe này yên tâm. Em đi thử vòng không kìa? Lên thử vòng với anh đi. Chào cho chạy từ cảm nhận đúng không? Hay là chị gái xinh đẹp với Vũng Tàu lên mua xe. Đó, chị gái với anh trai. Đây. Lên. Vũng Tàu hả? Vũng Tàu lên. Đi 4 giờ sáng luôn á. Rồi cho khách test xe. Salon thì còn được ít xe thôi. Anh em nào quan tâm mẫu nào thì alo cho Trần Anh Ô Tô nha. Còn được ít xe giá rẻ cho anh em. Chị nữ với chị đi con kia cũng đẹp kìa. Thấy con ở trong á. Thấy con trong chưa? Nhìn xinh lắm. Chị đã đẹp gái rồi, chị đi cái con đó thì còn thêm là lộng lẫy nữa. Đó, chị vô chị coi thử đi. Đẹp không? Nhập khẩu á. Y20. Giá bằng Kia Morning chị, rẻ hơn Kia Morning chị. Hả? Cái này số tự động chị. Chị đã đẹp rồi và đi cái em màu đỏ này nữa thì càng xinh đẹp và lộng lẫy hơn. Đó, khách coi xe, khách đi Fortuner lên Trần Anh coi xe. Mình cứ tải xe chuẩn cho khách là khách lên khách nhận thôi. Anh trai đang test thử cái mẫu Kia Morning bên Trần Anh. Xíu nữa Trần Anh về Trần Anh đăng clip cho nha, coi giao dịch bán hàng như thế nào. Mình bán cái mức giá cũng mềm. Hơn 200 xíu, 28 SI, một chủ từ đầu, bảo hành bảo dưỡng của hãng còn nguyên. Hết hai chìa khóa rin theo xe. Đó, còn ít xe thôi, anh em nào quan tâm mẫu nào thì alo cho Trần Anh Ô Tô nha. Đó, giao xe cho anh trai. Trên clip so với thực tế 235 mình bao rút hồ sơ cho ảnh. Trả hết luôn vậy? Đúng rồi. Thôi anh em mình chơi xong sên đi. 235 bớt trả thêm 1 triệu tiền xăng cộ đi về. Đó, chị biết em bán con xe em lời được mấy triệu. Ôi trời. 230 sao bán được. Em từ nói xong sên em bớt rồi, còn bớt em 5 triệu em gãy răng luôn. Chị hồi nãy em cho chị coi cái giấy chân tiền, chị biết em mua bao nhiêu rồi đó. Mua vô tới đây là gần 230 rồi đó. Bán kiếm mấy đồng rồi lên đường. Đó, đẹp là lên đường thôi. Anh trai là lên nhận xe cho anh thấy sao, anh trai cho cho anh góp ý con được không? Được, ok. Chuẩn không? Được. Đẹp không? Đúng trên clip, anh chị thấy không? Mua bán nhanh còn lẹ. Một cái mức giá cực kỳ là hợp lý luôn. Cho anh em mua mẫu này về chạy. Nhưng là xe này hôm nay là Trần Anh giao xe về cho khách rồi nha, cô chú anh chị nha. Đường không đi, con đường sẽ mọc đầy cỏ dại nha. Người không mua xe giao lưu qua lại, chúng ta đành mãi mãi phải xa nhau. Họ giao xe hết rồi cho khách rồi đó. Anh ơi, đưa căn cước cho làm giấy tờ. Căn cước em không có mang theo, mang chứng minh mang bằng lái theo đó. Bằng lái cũng được. Đó. Vô trong làm giấy tờ đi. Tắt máy đi. Rồi, đang giao xe cho khách. Bây giờ vô làm giấy tờ nè. Đúng rồi. Tao rút hồ sơ. Đúng rồi em. Xíu nữa ghi số điện thoại của khách lại luôn nha. Đó là em ký đi, em đại diện cho anh em ký cũng được mà. Rồi cái này là giấy mua bán thôi, mình còn rút hồ sơ cho khách nữa. Rồi ok. Mày ghi tên mày cũng được rồi, mày còn ghi tên anh vô rồi chi. Đó, cho coi xe đi rồi xíu nữa bạn giao xe cho khách luôn. Bên này bán cũng chậm mà bán nói chung hầu như là bán chiếc nào là chắc chiếc đó. Không có phải suy nghĩ. Nha bà con. Đợi đợi chút em ơi. Xe đẹp quá.
lên đường giao xe cho khách. Sơn rin em này 70-75% chất sơn rin. Em này full SI nha bà con cô bác nha, bản C. Chúng ta sẽ có đèn ban ngày nè, rồi kết hợp là đèn ban đêm, máy 1.25. Bạn là bạn gia đình chứ không có dịch vụ. Và các bạn gia đình thì bà con cô bác biết rồi. Mở cửa ra tắp lô tắp bi nó đẹp. Nè, ghế theo xe là bảo hành của hãng còn nha. 2018 mà bà con thấy ghê không? Chủ nhà đăng ký bảo hành của hãng luôn. Giấy tờ bảo hành thì đưa hết cho chị coi rồi, bảo hành 2 chiều luôn. Cái xe này á chị, nếu mà chị kỹ á, nó có bảo hành của 2 chiều. Sau này có va quẹt đưa vô nó làm miễn phí. Quẹt sơn á, đưa nó làm miễn phí cho. Nó hiếm gì mà mua được con xe mà bảo hành người ta bảo hành đã 2 chiều. Sao anh? Rồi để xíu nữa em cân cho, yên tâm. Cho em nó chạy thêm vòng đi rồi quyết định. Rồi vô làm nhiêu ký giùm em cái. Vô trong ký đi. Ừ, còn cái đó cái tài khoản đó bây giờ ấy qua cho em được không? Để em biết đi nạp tiền chứ. Cái tài khoản nào? Cái tài khoản BOT qua đường qua trạm á. BOT qua trạm đang còn. Còn nếu mà thích thì qua trạm dán cái BOT mới. Anh hiểu không? Vẫn được hả? Bình thường xe vừa mới dán rồi. Em cũng phải đứng tên xe thôi, em vẫn dán bình thường. Dán bình thường. Không ảnh hưởng. Anh cứ tới chẹp, anh nói nó nếu mà nó coi nó còn thì nó cho anh qua, còn không còn á là nó kêu anh ơi dán BOT anh xuống, kêu nó dán cho, bỏ ra 200.000 kêu nó dán cho xong. Thì dán tên ai cũng được, đâu quan trọng đâu. Nó chỉ là cái BOT để khi mà nó mở cây thôi. Nhưng mà bây giờ mình sao mình đăng nhập vô mình xài lại cái tài khoản cũ luôn để mình nạp tiền cho đi mình biết. Không cần phải đăng nhập vô cái tài khoản cũ, tức là nó có, nếu mà nó có tài khoản nó qua cây tự động nó mở. Còn nếu mà nó hết á thì anh muốn chắc ăn thôi thì anh kêu bây giờ dán cho em cái tem khác, nó luộc tem là nó dán tem khác rồi xong vậy thôi, không cần phải tài khoản của ai nữa, hiểu không? Quản lý trong điện thoại mình số dư trong tài khoản mình đó. Nếu mà anh muốn quản lý trong điện thoại thì anh phải cài một cái phần mềm, và trừ khi anh chị ra cái cà vẹt ra tên anh chị á để anh chị làm nó dễ. Anh chị hiểu em không? Cái này đăng tên người ta không cần thiết ra tên mình đó, rồi đao cái phần mềm mà em có là cái xe cũ em có đây mà. Đúng rồi, thì nhập vô cũng được. Mà đã ra tên mình đã. Chứ đang đứng ra tên người ta mà. Anh là khi nào rụt được hồ sơ đánh thủ chứ. Bây giờ nè, tức là anh chị, bây giờ anh chị lấy xe đúng không? Lấy xe xong rồi anh chị gỡ hồ sơ lên cho em, là em gửi đêm rút luôn à. Là cho anh chị là tiện nhất. Rồi cứ về đó em hướng dẫn anh ra phòng thuế, anh đóng thuế xong rồi vô phòng cảnh sát giao thông, là bên người ta kêu là mình đưa toàn bộ giấy tờ, là giấy tờ đã sang tên anh chị rồi. Mà rút hồ sơ thì trong vòng tầm cỡ 7 ngày quay đầu sẽ có cho anh chị. Hồ sơ có về nhập cái sáng nhập chiều của bạn số luôn. Bởi em cũng nóng vậy á. Dạ. Sao tại vì đợt em mua xe cái mình mong nhăn á. Vậy hả? Anh vừa sống tiền sống thì lúc trời làm. Chị yên tâm chị thế. Bây giờ nè, em tin tưởng chị đó. Hiểu không? Anh chị hiểu, em tin tưởng cái này nè. Anh chị cứ giữ là 20 triệu em đưa toàn bộ giấy tờ gốc cho anh chị về luôn. Về gỡ hồ sơ ngược cho em. Em rút khi có hồ sơ xong, em chụp hình qua Zalo, anh chị chuyển tiền cho em, gỡ sớm cho chị xong. Còn dưới đó em nhờ dịch vụ hỗ trợ ra cho anh chị. Phí bao nhiêu anh chị trả cho nó chứ em không liên quan. Tức là em hỗ trợ em làm giùm thôi, hiểu không? Hỗ trợ làm giùm cho anh chị thôi, chứ em không có nhận gì đâu. Bây giờ nhùng nhằng quá. Bây giờ anh tắt điện. Rồi, ok.